Và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã có mặt tại Samuda Sportlet, quận Tân Phú ở trong buổi tối ngày hôm nay để cùng theo dõi trận đấu giao hữu trận derby Lâm Đồng giữa hai câu lạc bộ Đa Nhiêm FC và Di Linh FC. Quả đá phạt góc nó sẽ dành cho các cầu thủ Đa Nhiêm Lâm Đồng. Quả đá phạt góc tốt của anh Hải Sơn không được. Lúc này thì các cầu thủ Di Linh họ đang cắm duy nhất Thanh Hùng ở trên hạ công. Thanh Hùng pha xoay trở hay của số 10. Đó không phải là một pha dứt điểm mà là đường trả bóng dành cho Quốc Trung. Rất hy vọng tất cả các bạn chúng ta có thể ấn vào nút chia sẻ để có thể mang đường link của trận đấu này đến cho những người anh em khác. Hải Sơn pha trả bóng tầm thấp của Hải Sơn, bóng vẫn tiếp tục trong cuộc. Quốc Trung không có nhiều khoảng trống dành cho Quốc Trung. Quốc Trung cũng khá mạnh ở trong những pha dứt điểm từ xa. Pha chạy bóng là khá hay, tình huống cắt bóng vẫn là của Thanh Nhàn, bóng vẫn chưa đến được vị trí của đội trưởng chỉ huy không được. Tình huống có mặt và chạm bóng khá đúng lúc của Quốc Trung. Hải Sơn. Đây là Thanh Nhàn, được chuyền chỉ huy. Vẫn chưa có bàn thắng dành cho tiền đạo đội trưởng của Đa Nhiêm ở trận đấu ngày hôm nay. Thanh Nhàn sẽ tạm thời rời sân để nhường lại vị trí cho Lucky Luck. Đây là cơ hội dành cho cầu thủ Di Linh, không vào. Và dứt điểm là chưa đủ khó để có thể đánh bại được thủ thành Võ Cùng. Rất hợp lý Thịnh Gà Son, không được rồi. Và chạm bóng không thành công của Thịnh Gà Son. Và đây là pha phản công. Phản công dành cho các cầu thủ Di Linh. Đường truyền quá đáng tiếc dành cho đồng đội Tiến Trần. Đến từ phía ban huấn luyện của các cầu thủ hai bên. Văn Quang pha chạm bóng rất có ý đồ của Văn Quang. Quá đáng tiếc dành cho anh Hải Sơn trong pha bóng vừa rồi. Một đường truyền mà chúng ta liên tưởng ngay đến Bruno Fernandes của MU. Như vậy trên hàng công của Đa Nhiêm lúc này đang là anh Vũ Nguyễn. Văn Quang cũng đã đảo cánh. Và trả bóng Lucky Luck. Vào. Tỷ số là 1-0 dành cho các thủ Đa Nhiêm Lâm Đồng. Đó là sự khác biệt. Đó là sự khác biệt giữa những người ngồi chung bàn nhậu với nhau. Lucky Luck đã có pha chạy chỗ rất hay và đường truyền cũng là rất đẹp mắt của Văn Quang. Và đánh đầu quá khó dành cho thủ thành Văn Trung và tỷ số là 1-0 dành cho Đa Nhiêm Lâm Đồng. Lại là một đường truyền nó chính xác đến từng mm của Văn Quang. Có vẻ là sau trận đấu ngày hôm nay thì anh Thịnh Gà Son nên dành nhiều thời gian hơn để cùng ngồi bàn nhậu với anh Lucky Luck. Để có được sự kết nối nhiều hơn. Rất kèo léo Huyền Biết Lưu. Cơ hội vẫn còn. Quốc Trung. Quá đáng tiếc các cầu thủ Di Linh họ vẫn chưa thể có được một khoảng trống để có thể tung ra những pha dứt điểm tốt hơn. Vũ Nguyễn, anh Vũ Nguyễn chân trái. Bóng đi trên công dọc. Và phản công nhanh của các cầu thủ Đa Nhiêm. Bóng vẫn là của mình Grid. Quốc Hoàng. Vẫn là Quốc Hoàng. Quốc Trung. Rất khéo léo Quốc Trung. Vẫn là Văn Quang. Phản ứng từ xa không vào. Một pha ra chân rất bất ngờ của Văn Quang. Nếu như thủ thành của Di Linh không chơi tập trung thì chắc chắn sẽ phải vào lưới nhặt bóng. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha dứt điểm rất khó chịu của Văn Quang. Diễn ra với tốc độ là khá cao. Và hai đội vẫn đang thi đấu rất kịch tính. TK13. Và dứt điểm tốt của TK13. Nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của thủ thành Văn Trung. Và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta cùng quay trở lại với Samuda Sportlet, quận Tân Phú ở trong buổi tối ngày hôm nay, để cùng theo dõi diễn biến hiệp thi đấu thứ hai trận giao hữu trận derby Lâm Đồng giữa hai câu lạc bộ Đa Nhiêm FC và Di Linh FC. Thắng thép. Hải Sơn. Thanh Nhàn.
Pha dứt điểm rất tốt của Thanh Nhàn, tỷ số là 2-0 dành cho Đa Nhiêm. Khá bất ngờ. Phong độ đã trở lại với Thanh Nhàn sau pha dứt điểm vừa rồi. Thủ thành Văn Trung của Di Linh đã hơi bị bất ngờ. Tình huống ra chân từ rất xa và người có được đường chuyền kiến tạo là Hải Sơn. Một pha dứt điểm bằng một chính diện rất tốt và rất căng của Thanh Nhàn. Phản công trở lại dành cho các thủ Di Linh, đây là Quốc Trung. Chân trái Quốc Trung khá vào. Pha ra chân khá tốt của Quốc Trung. Đó là một đường chuyền. Không có bàn thắng dành cho các cầu thủ Di Linh FC. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ áo xanh nón chuối trong pha bóng vừa rồi. Và phối hợp rất có ý đồ. Nếu như dứt điểm chính xác thì chắc chắn đó là một bàn thắng dành cho Di Linh. Không được. Và xử lý khá nguy hiểm. Cơ hội trở lại dành cho Di Linh. Bóng tiếp tục đi vọt xa sau tình huống ra chân của Quốc Trung. Thịnh Ga Son. Thịnh Ga Son. Không vào. Và phối hợp giữa Thịnh Ga Son và Chí Quy. Tiến Lâm. Đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ Di Linh. Nỗ lực của số 15 đã mang về bàn thắng dành cho các cầu thủ Di Linh FC. Đã xử lý bóng rất nguy hiểm của Sang Matic. Và các cầu thủ Đa Nhiêm họ đã phải trả giá. Tỷ số được tạm thời rút ngắn xuống còn 1-2. TK13. Rất hợp lý. Huy Biết Lô. TK13 không vào. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ Đa Nhiêm. Và quá đáng tiếc dành cho TK13. Khoảng cách chỉ là khoảng 2m mà thôi. Vũ Nguyễn. Không được rồi. Hơi khó dành cho Vũ Nguyễn trong pha bóng vừa rồi. Bóng đi chết công dọc sau pha dứt điểm của số 16 đó là Việt Lê. Thanh Nhàn. TK13. Vẫn còn. Lần này thì chắc chắn là bàn thắng dành cho các cầu thủ Đa Nhiêm. Tốc độ, kỹ thuật và sự căng lướt của TK13. Đường kiến tạo là của Thanh Nhàn. Và xử lý hay của TK13, 3-1 dành cho Đa Nhiêm FC. TK13 cơ hội dành nữa dành cho các cầu thủ Đa Nhiêm. Văn Quang kịp không? Bóng vẫn còn. Anh Trần Hải đang dâng cao. Trần Hải. Huy Biết Lô. Và những điểm đưa bóng đi chết công dọc của số 11 bên phía Đa Nhiêm. Bóng vẫn tiếp tục. TK13 vào. 4-1 dành cho các cầu thủ Đa Nhiêm. Các cầu thủ của Di Linh họ đã hơi thiếu tập trung và không quan sát tình huống chỉ tay của trọng tài. Lại là TK13. Bốn một. Di Linh FC phải đánh đầu hay. Bóng đi trên công dọc. Tình huống chạm bóng vẫn là của số 77 Quốc Trung bên phía Di Linh. Quốc Trung nắng nót rất kỹ càng, nhưng đó là một pha ngã người bắt vô lề không thành công. Phải biết lô, đó là đường truyền quá sai địa chỉ. Và đúng lúc này thì trọng tài Đinh Thiên Vũ cũng là đội quay kết thúc trận thi đấu giữa Đa Nhiêm FC và Di Linh FC. Trận derby Lâm Đồng đã khép lại với tỷ số là 4-1. Chung cuộc nghiêng về các cầu thủ Đa Nhiêm.
Một trận đấu rất hay dành cho các cầu thủ hai đội cũng như là tất cả người hâm mộ bóng đá Phú Thọ ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Một trận đấu với rất nhiều sự kịch tính và hấp dẫn. Cuối cùng chiến thắng chung cuộc đã thuộc về đội chắc chiêu những cơ hội nhiều hơn, chắc chiêu những cơ hội tốt hơn, đó là Đa Nhiêm Lâm Đồng.